Chào các bạn, mình hôm nay sẽ cho các bạn xem bàn phím cơ Dell XK880 hàng chính hãng Blue nhé, RGB. Mình đặt cái này từ tận Hà Nội á, nên là mãi mới nhận được. Cái Blue này nó hơi khan hiếm hàng hay sao á. Nào, cùng lớp bên trong nữa luôn. Thì thương hiệu bàn phím chắc cũng nhiều, nếu mà làm người là mày chuyên máy tính chắc cũng biết cái thương hiệu này. Và tại sao mình lại chọn đúng loại này thì chút mình sẽ cho các bạn xem thử nhé. Cũng như là mỗi một mặt hàng thì nó có một cái gì đó mà nó ấn tượng với cả khách hàng thì khách hàng sẽ mua rồi. Thì mình sẽ cho các bạn xem là mình ấn tượng ở cái điểm nào mà được khách mình chọn nhé. Đây là công ty nơi bán của mình, họ cho hóa đơn rất là đàng hoàng như vậy. Ngoài ra thì sẽ mở ra xem luôn. Bàn phím này nó không nhẹ như bàn phím bình thường đâu, khá nặng. Tại vì nó là bàn phím cơ nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ mở ra cái này ra. Một cái lớp xốp này cho nó không dễ bị hại đến những cái phím này. Cái này là cái cậy các cái phím lên nếu mà muốn làm sạch hoặc là muốn thay thế. Đây là cái hướng dẫn của nó nhá. Đấy, bằng tiếng Anh rất là đơn giản, có thể mình muốn hiểu thì có thể tra từ điển này. Đấy. Thì bây giờ nó chỉ là một cái bàn phím như vậy thì trông nhìn thì cũng chỉ như những bàn phím bình thường thôi, đúng không? Đấy. Bấm thì thích hơn vì nó rất là bấm rất thích và nghe tích tích thì rất đã tai đúng không? Nảy lên tốt. Đấy, bây giờ thì cái đầu đây là đầu USB rồi thì mình cắm, mình thử cắm cho các bạn xem này và mình cắm thử điện xem nhé. Thì bây giờ mình sẽ xem là bỏ sao cắm điện rồi mà nó không lên sao. À, chắc phải cắm vào vi tính thì nó mới mới hiện lên màu à. Tại vì thường thì cắm thì là nó sẽ hiện, nó sẽ lên màu nhá. Nó sẽ hiện màu lên các cái phím mình bấm này này. Nhưng mà để mình sẽ thử một cái chỗ khác. Rồi, và lúc nãy thì mình cắm vào điện thì nó không lên. Thế nhưng mà bây giờ thì mình cắm trực tiếp luôn với cả laptop thì nó đã hiện lên các cái màu rồi này. Mình tắt đèn đi thì các bạn nhìn thấy rõ hơn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó hiện lên các cái màu. Và đây là lý do tại sao mà cái bàn phím này là được rất là nhiều người yêu thích. Thì nó hiện màu liên tục như vậy. Mà nhất là trong lúc mà buổi tối gì mình bấm thì mình không cần phải
bật cái đèn của màn hình hoặc là gì hết mà mình nhìn thấy luôn ở đây rồi. Không cần bật đèn, mình có thể bấm được. Đâu bạn, anh chỉ cho em cái đây và F9 nào. F Đây ấn đây. giữ Nào, thôi, thôi, thôi. sẽ đổi màu Đấy thì nó sẽ đổi màu nhá. Thì nữa nữa đấy, nó sẽ đổi như thế. F8 F8 nó đổi màu. Đấy rất là hay. F7 được. rất là nhiều màu. Rồi. Đấy, rất là nhiều màu. Thế mà bình thường thì muốn hiện lên liên tục thì cứ bấm như này thôi. Rồi. Rất nhiều chế độ. Rất nhiều chế độ. Cảm ơn bạn đã theo dõi nhé.